Thưa quý vị, nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, Quyền ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Chuột tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Theo đó, huyện trao tặng gần 1.700 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng 29 phần quà cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng, tổng kinh phí hơn 970 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ trên 785 triệu đồng. Hoạt động nhằm động viên và tạo điều kiện cho bà con nghèo, cận nghèo và trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 đón một cái Tết đủ đầy, vui tươi và đầm ấm.